dài. Vừa lâu đâu thế ngày đêm gì anh cứ có thức ăn, có rau cỏ để vô là nó cứ ăn thôi. Có con qua đó rồi kìa, nhảy. Chứ cái nữa là do lúc mình vũ mình bán rồi đó. Tôi có làm công nhân của Bình Dương á, xong rồi đi ăn ở nhà hàng với mấy thằng bạn, thấy ăn được. Đầu tiên là ăn nhà hàng ở thật sự là cái trại dế ở mà trong Củ Chi. Ăn xong rồi thấy có gì đó nó hay. Sau này tiếp tục đi vô trong Sài Gòn ăn thêm một lần nữa, xong rồi về nhà là mới bạn bè mới nghiên cứu thấy là con dế này có chuyển giọng, cho nên là bạn nó lấy ổ trứng về nó nuôi trước. Thì trong khi đó là nó có điều kiện nó nuôi hơn, cho nên là nó nuôi trước tôi. Sau khoảng nửa năm thì trong khoảng thời gian nó nuôi thì tôi cũng có nghiên cứu tìm hiểu thêm. Thì sau này tôi quyết định là nghỉ làm công nhân và về quê. Trong khi đó thì công việc của tôi vẫn ổn định. Tôi vẫn chấp nhận bỏ nó đi về quê nuôi dế. Tại trước đây anh em nó từng làm độ cao rồi, cao hơn nữa. Cũng không nhất thiết, giờ cuối cùng không cần thiết nó cao không như thế. Không cần thiết, hồi trước. Cái này là khoảng cách này là 60. Trường dế nào 5-7 lá vậy đó. Hai của anh có cái thắc mắc nè. Với hơn 400.000 con dế được nuôi mỗi tháng, trại nuôi dế của anh Nguyễn Vũ Phong, ấp Dàm, xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân được xem là một trong những trại nuôi dế nhiều nhất tỉnh. Nó chỉ bay chụp chủm lên. Đây là một mô hình mới ở vùng nông thôn của mình. Trong khi đó là ở thành thị người ta đầu ra là người ta không có hạn chế. Rất là nhiều hướng để cho người ta ra, từ một con dế thương phẩm là cắm câu, rồi dế chim ăn, rồi câu giải trí, rồi dế vô nhà hàng. Người ta đã làm được hết. Trong khi đó vùng quê của mình là không có làm được. Từ đó là tôi vẫn ấp ủ đam mê của tôi là phải cung được con dế, là không những là dế thương phẩm là câu cắm câu, mà là con dế vô trong nhà hàng là con dế tươi sống hoặc là đông lạnh. Rồi xong là thậm chí là con dế sấy khô. Người ta là những vùng phát triển người ta đã làm được rồi. Tôi vẫn có thể làm được. Hướng đi của tôi là sẽ như thế. Cái định viên như này thấy không? Hiện mỗi tháng anh xuất bán trên 300 kg dế ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, mỗi ký có giá từ 150 đến 180.000 đồng. Nhận thấy đầu ra ổn định, anh đã mạnh dạn mở rộng trại nuôi từ 8 bồn, 10 bồn lên 20 bồn, rồi 40 bồn nuôi như hiện nay. Mỗi bồn nuôi có diện tích khoảng 2 m², nuôi với số lượng từ 10 đến 15.000 con. Sau khi nở từ trứng ra, dế nuôi từ 28 đến 30 ngày là có thể xuất bán. 1 kg có từ 800 đến 1.000 con dế. Sau hơn 1 năm nuôi dế, hiện nay anh đã nắm vững được kỹ thuật cho dế đẻ, ấp trứng và chăm sóc dế. Nhưng mà mình để là tự động đó. Nuôi dế thì trước tiên là đòi hỏi là phải kiên trì. Thứ hai nữa là cái quan trọng trong cái khâu nuôi đó là kỹ thuật. Mình phải chăm sóc nó và quan sát nó từ chút một. Nó giống như là con vợ thứ hai của mình vậy đó. Mình phải thương nó, mình phải quan tâm thử coi là cái thời gian của các buổi trong ngày là con dế nó ăn như thế nào, nó sinh hoạt nó ra sao là mình phải quan sát nó. Nói chung phải có niềm đam mê. Đúng rồi, phải nó có đam mê. Làm cái gì cũng vậy, bất cứ vấn đề gì mình cũng phải đam mê. Không đam mê là không có làm được. Đây đi ra ngay giữa đâu có xa nữa, ba xa nữa. Nuôi dế không phải tốn nhiều chi phí thức ăn, bởi anh tận dụng tất cả các khoảng đất trống quanh nhà trồng khoai mì để lấy lá cho dế ăn. Đây là một loại thức ăn dế rất thích, có nhiều dinh dưỡng, dế sinh trưởng tốt. Mô hình này thì chỉ mang tính chất là tạm thời thôi. Trong khoảng 1 năm tới nữa thì tôi sẽ quy hoạch cái khu này ra thành một cái trang trại cố định luôn. Xong là cái diện tích này là tôi sẽ nâng lên gấp đôi, là một tháng là tương đương là khoảng 1,5 tấn dế. Chính xác luôn là khoảng 1,5 tấn dế. Thì tôi sẽ vừa cung cho dế thương phẩm cho những anh em câu, cắm câu, chim. Số khác là tôi sẽ làm ra con dế thịt và cung vô nhà hàng quán nhậu luôn. Nếu có điều kiện nữa thì tôi sẽ làm ra con dế sấy khô. Thứ nhất là để mình bảo quản lâu hơn. Thứ hai nữa là mình vận chuyển đi khắp tất cả các nơi trong nước, nó rất là dễ. Nói chung còn rất là nhiều dự định. Dạ đúng rồi, rất là nhiều dự định cho nên là mới làm được. Chứ nếu không là thất bại là đã dừng lại rồi. Đúng rồi, dám mở rộng.